nghe làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hay trong tay người cho nên vì người đất nhân lành hay thôn vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi nghe làm dân người thay thay lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù và được đi yên. Qua miền đất mới hôm nay người đã gọi con ra khỏi trần đời làm nhìn công dân đầy những người thân đầy những bà hiếu anh chim xa đàn để rồi nhớ mãi để rồi quên mau xin cho con dừng chân cho con dừng chân hỏi tiền thương suốt đời để từ đây không mong gì hơn không mong gì hơn nữa xin cho con nghỉ yên cho con nghỉ yên tháng năm dài mong chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu coi tiền đường đeo vui này với chiếc khăn tang nghe hồn ra buồn hôm nay xa cách người thân biết bao ngậm ngùi làm nhìn không gian xanh ngát chung tươi thì trong ngày tháng biết bao kỷ niệm trở thành quá khứ trở thành hư vô xin cho con dừng chân trong cơn gian nan thiếu thốn nơi cơ đồng trinh hiền tinh xa lan lời đặt tay trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con lời trai tìm được thanh từ trên đất thanh được bà Maria cầu cho chúng con lời ông thanh du xe là bàn thanh sạch Đức bà Maria cho đời đồng trinh cầu cho chúng con lời ca thanh cứu đạo Việt Nam cầu cho chúng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen trong tâm tình hiệp thông và cầu nguyện cho bà Maria xin gia đình nguyện cảm ơn. Xin cảm ơn các bác tới đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Maria. Xin cảm ơn. Với mầu nhiệm sự trên, xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đứng trên cành trên y tang tóc này, chúng con lại xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng đau thương và bối rối này. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh bà Maria và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà Cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, được Cha chỉ lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nâng cầu hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng.
chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Chúa. Tại lúc bà Maria từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ, xin cho chúng con chứng mảnh thân hương trì mến của bà Maria. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay như người bị mất mát hay nuối tiếc những chuyện không đâu, nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thôn chiếu soi trên linh hồn Maria. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa với trời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó, cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Chúng con xin Cha vẫn nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Maria chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn gian nơi nữa luyện tội thì xin mở cửa tù đặc ấy cho ra, mà đem đến chốn nương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Còn xin mời quý vị chúng ta cũng nghỉ ngơi phút toàn lễ, chúng tôi tiếp những điều còn lại để chuẩn bị cơ sở để hoàn thiện chương trình chi toàn.